Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ tiếp tục trình bày cho mọi người về một phần nữa của Chainlink, đó là về Automate Function. Thì Automate Function của nó sẽ có nhiệm vụ là như thế nào? Mọi người có thể tưởng tượng như thế này, khi mà sẽ có những cái function mà mọi người sẽ để cho nó được auto gọi. Mình xin lấy một cái ví dụ, đó là ví dụ như ở trong DeFi, một cái user mà tham gia một cái landing pool chẳng hạn, thì người ta phải bỏ vào một cái lượng asset để sau đó người ta vay một loại asset khác, thì chúng ta sẽ phải kiểu kiểm tra định kỳ xem là cái lượng asset người ta bỏ vào nó có đang đảm bảo cái lượng để backup cái lượng tiền hay không. Thì nếu như không thì chúng ta sẽ claim cái phần asset của người ta kiểu như thế. Thì cái điều tại vì thị trường giá nó lên xuống liên tục cho nên là chúng ta phải thường xuyên kiểm tra cái đó, đúng không mọi người? Thì cái Chainlink này nó hỗ trợ chúng ta trong cái việc gọi là kiểm tra gọi những cái function một cách tự động, chúng ta sẽ không phải gọi một cách thủ công. Ok, thì ở đây mình có một cái function rất là đơn giản, một cái smart contract rất là đơn giản như vậy thôi. Ở đây mình có một cái biến count number như này, ban đầu mình sẽ để nó là giá trị là không. Thì và cái function là count the number này mình chỉ cộng nó lên một thôi, rất là dễ hiểu đúng không? Ok, bây giờ mình sẽ compile nó, deploy nó. Thì ở đây mọi người lưu ý nha, mình sử dụng ký Sepolia ETH testnet của ETH của ETH Ether. Người không thể sử dụng những cái mã ảo EVM được, mình phải dùng cái exchange provider để ở đây là MetaMask. Đấy, sau khi liên kết được với cái account của mình rồi thì mọi người chọn đúng cái smart contract mọi người cần deploy. Đây là cái count count dot của mình đây. Đó. Đợi một lúc để cho cái trang sản phẩm nó thực hiện. Ok, sau khi thành công thì chúng ta sẽ có một cái này. Như mọi người đã biết thì key count number này là một cái public, một cái biến public, chúng ta có thể xem được. Đây, thì giá trị của nó ban đầu là không như thế này. Thì bây giờ mình sẽ count nó lên một nha, count nó đếm lên một. Đó. Mình sẽ gọi một cái thủ công như thế này. Ok, sau khi xong xuôi thì mình có thể kiểm tra đây. Thì count number bây giờ nó đã lên một rồi mà. Không còn là không nữa. Ok, thay vì phải gọi cứ ấn chuột để gọi cái function này, count the number này, thì trên link chúng cung cấp cho chúng ta cái giải pháp. Chúng ta có thể gọi cái function này một cách tự động. Mọi người có thể vào theo đường dẫn này cho mình. Auto mission chấm link đây ở đâu, auto chấm link đây, auto chấm trên chấm link. Ok, thì ở đây mọi người có thể kết nối, phải phải là liên kết ra với cái ví ở trên MetaMask của mình. Thì ở đây mình dùng MetaMask rồi chuyển sang cái Ethereum Sepolia. Thì tại vì cái này mình đang ở xài ở trên Sepolia, mình mọi người thấy mình có 18 cái link test đây. Thì cái link này mọi người có thể vào cái trang lần trước mình giới thiệu cho mọi người, đây là cái faucet đây. Đây mọi người có thể lấy cái link test ở đây. Ok,
Còn nếu mà lấy không được thì mọi người có thể lên YouTube để xem hướng dẫn, rất là dễ thôi. Ok, thì bây giờ sau khi mà vào được cái automation chấm trên chấm link thì bây giờ mọi người sẽ làm những bước sau đây. Đầu tiên là mình sẽ register new upkeep, mình chọn cái sum bay, mình có thể custom logic đúng rồi, nhưng mà thôi mình dùng đơn giản, mình dùng cái time base như thế này, cái contract address đây đây, mọi người hãy lấy cho mình ở đây chỉ là cái contract này đó, contract add add gì thì copy nó cái vào này, paste nó vào cái API này. Mọi người có thể lấy ở đâu đây, vào cái chỗ combine này, đây copy API rồi paste vào đây cho mình. Next, cái target function ở đây là nó hỏi mình á là cái target nào là mình muốn á, muốn auto á, thì ở đây mình có cái count the number đây. Next, mọi người có thể chọn every hour, first every month này, 30 phút này đó, hay là ngày đó, thì ở đây mình chọn cái mỗi 15 phút thì thay vì 15 phút thì lại lâu quá, mình sửa thành mỗi 2 phút đấy, nó sẽ như thế này, nó sẽ lên cho mình schedule như thế này, 22 này, 24, 26 giờ, cái giờ của UTC ha. Đó, này cái để tên như là the count one đi đấy, thì gas thì mình không nói nha, ở đây mình có mình deposit của nó một link, dùng một link nên như mọi người thì nhìn này, nó kia là 0.1 link. Mình thì 0.1 link thì nó sẽ lần dụ để gọi cái phần sần đấy, nó sẽ 0.1 link và một link mình sẽ deposit cho nó một link. Sau đó link thì mọi người lấy bên kia là ring upkeep này. Đó. Confirm. Mọi người đợi một lúc. Ok, thì đến bước này là mình xong rồi mọi người. Đây, mình có thể vào cái trang chủ nữa. Đâu nhỉ? Cái rồi. Tại lại cái nào? Cái K1 đây, K1 của mình bây giờ nó đang mình mới dịp mình là xong đây, mình hấp cho nó vào là một link đây, cứ đến khoảng 24 đây là sẽ gọi contract một lần, người đợi khoảng một phút nữa nha, xem kết quả nào. Count number đây, count number bây giờ vẫn đang là một. Ok. Được không ạ? Từ. Ok. Xong hai từ. Nó sẽ tự động gọi cho mình. Nhưng mà gọi thì nó cũng mất một thời gian để nó gọi là nó verify ấy mọi người. Count. Nó vẫn đang là một thôi. Có tạm dừng đúng không ta? Tạm dừng record. Tạm dừng một lúc.
Ok mọi người, thì sau khi mà đã được tự động gọi, mọi người sẽ kiểm tra cái count number, thì rồi mình có ấn thử cái count number mình lên giá trị là 2 rồi. Ok, thì cái video cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi nha.